bữa nay, cái buổi khai pháp đầu năm, thì với thầy sẽ nói chuyện về cái đề tài là đường mê nẻo giác. Đây thứ nhất là nói về cái đường mê. Bởi vì tất cả chúng ta sống ở thế gian này á, thì hầu hết là mình đi theo con đường gì? Đi theo đường mê, coi như hầu hết là mình đi theo con đường mê, cho nên mới được gọi cái tên là gì? Chúng sanh, chúng sanh hay là phàm phu. Chứ còn nếu mà không đi theo đường mê thì được gọi là gì? Thánh nhân, phải không? Còn này là gọi là chúng sanh hay là gọi là phàm phu, đó là bởi vì mình đi theo con đường mê. Như vậy tức là sống ở đây là mình nhận cái thân tâm hư dối này là mình, rồi cứ theo nó để rồi tạo nghiệp. Bởi tạo nghiệp cho nên là đi trong luân hồi chịu khổ đau, không biết ngày nào mới ra khỏi, phải không? Thì đó là điều đường mê đó, rõ ràng. Tức là cái hư dối mà cứ nhận bán cho nó rồi để tạo nghiệp rồi chịu khổ. Tâm á thì thường thường á thì sao, tức là tâm á thì tham đắm theo ngũ dục, chạy đuổi theo ngũ dục hay là chạy đuổi theo trần cảnh, tham đắm vào ngũ dục, chạy đuổi theo trần cảnh luôn luôn, cho nên là thường gọi là tìm kiếm những cái vui mà gọi là cái vui giả tạm. Tại sao gọi là cái vui giả tạm? Tức là cái vui nó không có thật, được rồi mất, được rồi mất thôi. Cho nên đó gọi là những cái vui giả tạm thôi. Nhưng mà vì mê cho nên người ta cứ chạy đuổi theo, rồi cứ lo tìm. Mà bởi vì phải được rồi mất, rồi cái được rồi mất, cho nên rồi phải chạy tìm mãi, tìm hoài, cho nên lăng xăng tìm hoài. Do đó mà luôn luôn là thường bị thất vọng. Phải tìm được vui chút rồi cái thì mất, mất rồi thì thấy buồn, buồn khổ là tìm vui, tìm lại thì được chút rồi mất nữa. Cho nên là luôn luôn là phải chạy tìm hoài, không dừng, không được cái vui đó gọi là vĩnh viễn, phải không? Chứ còn nếu mà thật sự nó được vui chân thật thì tìm được một lần rồi thôi, khỏi có tìm nữa. Còn là nếu tìm được rồi mất, mất rồi tìm nữa. Rồi cho nên là phải chạy tìm hoài và luôn luôn là sống ở trong cái gọi là hồi hộp, lo âu, không? Phải được cái vui rồi thì lo sợ nó mất, cho nên phải lo cố giữ, không? Mà giữ rồi nó cũng phải mất, vì nó là cái vui giả tạm, nó đi đâu chịu vui được mà. Nhưng mà người ta được cứ chạy theo. Thì quý vị thấy đó là gì, nghĩa là cái lòng mê, cho nên là cứ đuổi theo những vui ngoài, chạy theo những cái trần cảnh đó, gọi là chạy theo trần cảnh bên ngoài đó. Nó là cái bên ngoài mà, gọi là trần cảnh là cái bên ngoài, cho nên là tìm được thì tạm thôi, nó còn là mất lắm, thuộc về cái ngoài, thuộc về khác, cho nên quý vị thấy hãy mở mắt ra thì mắt duyên theo sắc, tai duyên theo tiếng, mũi duyên theo mùi, lưỡi duyên theo vị, thân duyên theo xúc và ý duyên theo pháp. Pháp tức là những cái bóng dáng của cái năm trần trước đó, tức là chạy theo sáu trần. Tâm luôn luôn là chạy theo sáu trần đó, duyên cái bên ngoài, cái đó gọi là trần cảnh. Cho đến lúc ngủ đó cũng còn chưa chịu dừng, như thấy không? Tức là sao? Còn nằm mộng. Tức là lúc ngủ là còn nằm mộng, mộng tức là để mà duyên theo những cái thứ bóng dáng mà đâu đâu đó. Thì quý vị thấy vậy, cho nên là chạy hoài đâu có dừng được. Cho nên sống là sống theo trần cảnh, cái gì đấy. Như vậy thì cái cuộc sống mà của chúng ta đây á thì gọi là cuộc sống gì? Cuộc
cuộc sống theo duyên, theo duyên, chạy theo duyên, đuổi theo duyên, cho nên lấy duyên làm sự sống. Vì nhớ, cho nên người ta nói là mình là sự sống mà thế này thế kia, chứ đúng là đây là sống theo duyên thôi, lấy duyên làm sự sống. Cho nên nếu thiếu duyên á thì sao, thì coi như hết sống. Đâu gì đấy không, nếu mình sống mà thiếu duyên á thì coi như hết sống. Cho nên biểu ai đó mà sống mà đừng có duyên theo sáu trần đó thì chịu nói không. Cho nên cái gì thấy không, vào ngồi thiền không là coi như là buông bớt cái sáu trần đó không. Nhưng mà nếu mà người mới chưa quen á thì ngồi sao cái buồn không, mà không có cho duyên, không cho duyên theo trần cảnh, tâm mà nó không cho duyên thấy như là buồn. Do đó tâm mà luôn luôn là nó phải duyên theo trần cảnh đó. Ở đây cho nên rồi cái đó là gọi là cái tập khí đó ha, cái tập khí của chúng sanh, cái thói quen của chúng sanh nó là như vậy đó. Cho nên nếu mà tâm mà bảo ra đừng để cho đi duyên gì hết á thì thấy rất là gọi là buồn, rất là cô đơn. Bởi vậy mà quý vị thấy ha, nếu mà ngồi yên lúc nào có rảnh ra ngồi yên một chỗ không có gì làm, không có gì để duyên á thì quý vị chịu nói không, cũng chịu không nổi, phải kiếm cái gì làm phải không, hoặc là sao, hoặc là kiếm ví dụ như rảnh không có gì hết thì phải kiếm tờ báo đọc, hoặc là mở cái tivi coi cho đỡ buồn, phải không? Đỡ buồn tức là sao, để cho nó có chỗ duyên, phải không? Còn nó không chỗ duyên hết thì chịu không nổi gì đấy. Gì đấy, nhiều khi á nói mà cho thẳng ra, có nhiều khi quý vị chỉ ăn cơm xong, đáng lẽ ăn cơm xong nghỉ ngơi khỏe, nhưng mà chịu không? Ăn cơm xong lên cũng phải đọc tờ báo, còn mở cái tivi coi chút cho đỡ buồn. Rồi có những trường hợp á, vào nơi nhà vệ sinh cũng đem cuốn sách ra đọc. Nào quý vị thấy không? Nghĩa là nó tâm nó luôn luôn là nó phải là kiếm duyên, bám duyên thôi. Cái mê của chúng sanh là gì đó. Thì quý vị thấy sống như vậy thì thử hỏi là có sáng suốt không? Đó. Thì có sáng suốt không? Cho nên nếu mà hỏi thật ra đó, hiện nay ông ở đâu thì mình trả lời thì phải đáp làm sao? Đáp ngay là ở trong sáu trần chứ gì hết là trúng liền. Hỏi ông đang ở đâu là hỏi đang ở trong sáu trần thì bảo đảm không, nghĩa là đó là cái sự thật, bảo đảm là nó không ở trần này thì nó cũng ở trên trần kia vậy thôi, chứ đâu hết lẫn quẩn đó thôi, phải không? Cho nên hỏi đâu ở đâu là nói ở sáu trần chứ đâu rõ ràng thì quý vị mới thấy đó. Là cái sự sống của chúng ta hay và chúng sanh là như vậy đó. Sống luôn luôn là gọi là sống theo duyên, bám theo duyên, lấy duyên làm sự sống. Mà duyên đây tức là sáu trần đó, là trần cảnh đó. Luôn luôn là đuổi theo trần chứ không có chịu dừng. Cho nên cái bài kệ mà gọi là cái bài kệ núi thứ nhất vua Trần Thái Tông đó, thì ông có bài kệ nói về núi thứ nhất tức là núi xanh á, là trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không xanh nhận có xanh, mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm cách phong trần ngoại, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, là đây là vạn tượng ha, cũng có trời đất rồi nó có vạn tượng, thì đây là nói trên cái gọi là cái hiện thành trên cái phương tiện, chứ đây là chưa nói theo chỗ rốt ráo như kinh Lăng Nghiêm là từ chỗ
bất giác mà vận khởi, thấy không? Ở đây là nói trời đất nấu nung vạn tượng thành, tức là trời đất âm dương và hợp vạn tượng thành, nhưng mà xét cho kỹ á thì không móng cũng không manh, tức là cũng không có mối manh gì hết, nó thành nhưng mà cũng không mối manh hết, là cũng muốn nhằm chỉ là do từ cái bất giác, cái vô minh mà vận khởi thôi, chứ không có mối manh. Chứ nếu mà nó thật thì phải có mối manh, có gốc, không? Có gốc nó thành. Còn đây tìm không có ra gốc, thì vậy nó thành là do cái vận khởi thôi. Thì đây mới nói rõ là chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm, không? Tức là sao? Tức là sai một chút á, từ trong cái chỗ vô niệm mà thành có niệm đó. Đó, không? Có niệm đó, cho nên đừng có đủ thứ sai biệt, dạng tượng nữa, không? Các cảnh sai biệt. Rồi liền trái không sanh, nhẫn có sanh. Bởi vì trong vô niệm rồi quên cái vô niệm rồi thành ra có niệm, cho nên trái cái không sanh, bây giờ nhận cái có sanh. Đó, có sanh cho nên là có này, có kia, có đủ thứ sai biệt. Nào, thấy không? Đó. Đó là cái lầm mê của chúng sanh là vậy đó. Rồi sao nữa? Đã có sanh rồi thì mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, thấy không? Mũi chạy đâu hương, lưỡi chạy trong mùi vị đó, tức là duyên theo. Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, tức là mắt thì bị mờ đi với các sắc trần, thấy không? Tai thì mê theo cái thinh trần, tức là bị sáu trần nó mê hoặc, nó dụ, thấy không? Thấy không? Bị sáu trần nó dụ chạy hoài, không có dừng được. Mà đã là chạy theo sáu trần bị nó mê hoặc, nó dụ chạy hoài thì sao? Thì lang thang làm cách phong trần mãi, ngàn cách quê hương muôn dập trình, thấy không? Hãy chạy theo sáu trần đó là lang thang làm cách phong trần. Cách phong trần tức là cách gì? Tức là cách xa nhà xa cửa đó, phải không? Phong trần mà tức là lang thang làm cách là không nhà không cửa, mà gọi là ngày cách quê hương muôn dập trình, tức là càng đi thì càng cách quê nhà, càng xa quê hương. Thì quý vị thấy, quý vị mọi người á, mình bây giờ quý vị là cũng có cái duyên được học đạo chút đỉnh đó, nhưng mà quý vị đang ngồi ở quê nhà ngồi đâu? Cũng còn đang thang ở ngoài chợ, là ngoài đường, cũng chưa là về tới nhà, phải không? Gì đấy không? Nhưng mà cũng còn có duyên lành là học đạo, là cũng biết để mà trở về chút đỉnh rồi đó, phải không? Nhưng mà cũng vẫn còn là ở ngoài đường đó. Tuy là ngồi trong nhà đây nhưng vẫn là ngoài đường đó. Nào, quý vị thấy không? Nó là cuộc sống của chúng sanh là như vậy đó. Thì như vậy, con đường này là con đường gì? Đi con đường này, đi con đường gì? Đường mới thôi, rõ ràng, có gì đâu. Cho nên đi theo con đường đó, thì mỗi bước đi của mình đó, là mỗi bước càng xa quê nhà, càng sống lang thang, không được tựa. Hiểu rõ như đó, thì để mình thấy rõ cái gọi là cái đường đi của mình, cái chỗ đứng của mình đó, để mình biết, thấy không? Thì như vậy quý vị nhận rõ được cái đường mê chưa? Để thấy rõ cái đường mê rồi mình mới nhận ra cái nẻo giác, phải không? Như vậy thì nhắc lại đó để cho thấy rằng chúng ta sống đây là gọi là sống theo cái đường mê lâu rồi, thấy không? Cho nên rồi gọi là sống theo duyên, theo cảnh, theo trần, mà cái hiện thực căn bản là sáu trần. Thì nói gì nói thì cũng là lẩn quẩn ở trong sáu trần đó thôi, chạy không chạy lang thang đâu cũng lẩn quẩn sáu trần đó thôi. Vậy thì nếu mà biết khéo thì ngay sáu trần đó thì cũng là khéo để mà thấy được điều gì, đúng không? Cho nên cái thứ hai là nói về cái nẻo giác, đường mê rồi nẻo giác, tức là
ngược với đường mê là nẻo giác. Là mà nẻo giác tức là buông các trần đi, tức là theo các trần là đi theo đường mê. Bây giờ ngược lại là buông các trần đi mà quay trở lại nơi tự tâm sáng suốt, thì đó là nẻo giác, hay là đường về. Tức là biết rõ thế gian này nó là gì. Thế gian này nó đều là vô thường, đều không có gì bảo đảm hết. Nhớ kỹ vậy đó, luôn luôn là nhớ nhớ rõ thế gian này là không có gì bảo đảm hết, không có gì chắc chắn. Tức là không có gì bền lâu, không có thể nương tựa được. Quý vị kiểm kỹ coi, thế gian đó sự thật là có gì bảo đảm chắc chắn để mình nương tựa không? Rõ ràng nó là bản chất nó là vô thường mà, cho nên là không có gì bảo đảm chắc chắn hết. Cho nên không thể gọi là nương tựa được. Rồi sống ở đây là sống gì? Sống tạm. Sống tạm là ở trọ chứ không phải là nhà. Nhớ vậy đó, không? Cho nên quý vị tuy là gọi là mình mỗi người đó có nhà ở, không? Có phòng ốc đàng hoàng đó, nhưng mà cứ luôn nhớ đây cũng là cái nhà trọ, nhà trọ ở tạm thôi, chúng có gì hết. Mà thấy đúng vậy đó thì mình bớt mê. Rồi bao nhiêu những cái trần cảnh mà mình hiện thấy đây thì nó cũng là cái bóng trong gương thôi. Nhớ vậy đó, bao nhiêu những cái trần cảnh này thì nó cũng là bóng trong gương thôi, không thể nắm bắt được, bởi vì nó không có thực thể. Mỗi cái trần cảnh này quý vị thấy đó, mắt thì nó có đuổi theo sắc, nó đẹp chút xíu rồi thôi, nhưng mà thấy cho nó thỏa mãn chút rồi thôi, nhưng mà được cái gì? Quý vị thấy rồi, ví dụ đi chơi được ngắm cảnh cho đẹp chút rồi thôi, nhưng mà rồi được cái gì? Đẹp mắt chút rồi thôi, có gì đâu, thì cảnh nó cũng còn là cảnh thôi chứ đâu có đem nhà được. Rồi tiếp lắm thì sao? Chụp hình chút rồi, chụp được cái bóng đem về nhà treo rồi thôi. Rồi thấy không? Rồi tai nghe tiếng cũng vậy, nghe tiếng cho hay, cho mình thấy thích đó, thì nó cũng vui tai chút xíu rồi thôi. Nhưng mà rồi sao? Rồi thì cũng qua rồi, thì tiếng nó cũng đâu có được gì, đâu có lấy được gì đâu. Đó là tiếng gian thôi, dù cho những cái tiếng hay, những cái bài hát mà cho nó êm tai nữa, nhưng mà nghe chút rồi bài hát ra rồi cũng tiêu rồi. Thì cũng đâu có được gì đâu, thì vui chút xíu thôi. Cho nên đó là đúng giống như là cái bóng trong gương thôi. Mọi cái cho đến nghĩa là hương vị xúc đồ pháp cũng vậy thôi, không? Mùi hương thì cũng ngửi cho thơm đủ mũi chút xíu rồi thôi, nhưng mà rồi qua thôi, cũng đâu có ở đủ mũi hoài, không? Vị ngon cũng vậy, nếm chút xíu miệng thôi có gì đâu, không? Chút xíu trên đầu lưỡi qua khỏi đầu lưỡi là thấy cái gì rồi, không? Chỉ có chút xíu trên đầu lưỡi ra là ngon miệng chút xíu thôi, qua đầu lưỡi ra thôi là hết rồi. Nếu mà nó qua đầu lưỡi rồi nó ói ra cái nữa thì sao? Thì ở đây đó lẽ thật nó là như vậy đó. Rồi xúc cũng vậy, nha, thân xúc chạm cái gì nó mềm mại, nó êm ái chút xíu, nhưng mà rồi qua cũng vậy thôi, chứ cũng đâu có được gì. Còn cái cái ý mà nó chuyên như pháp thì càng rõ hơn nữa, cái đó là chỉ cần những cái bóng dáng thôi, đâu có gì đâu. Nhiều khi mình ví dụ như lâu lâu ngồi nhớ lại những cái cảnh năm xưa rồi, phải không? Những cái thời huy hoàng rồi, cái thì thấy hứng thú chút xíu, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đâu hồi xưa rồi, nó thuộc về bóng dáng thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà ta, cho nên gọi là Phật dạy chúng ta sống ở đây gọi là sống trong cái tưởng, chứ không có gì hết. Bị cái tưởng nó gạt, đều là sống trong cái tưởng thôi.
mình giờ mới nhớ kỹ đó, không có thật. À. À. Như vậy thì nhớ rõ đó, không? Để mà thấy thì đó gọi là cái nẻo giác đó. À. À. Rồi thân tâm của mình hiện tại đây thì nó thuộc về cái sanh diệt, nó chắc chắn là nó phải làm gì làm là mình phải từ giả nó thôi, phải nhớ vậy đó, không? À, thân tâm này là thuộc về sanh diệt chứ không phải thuộc về mình, quý vị nhớ. À, mê á, cho nên rồi mình ai là cũng nghĩ là thân tâm này là thuộc về ta, thuộc về mình, phải không? À, cho nên cố bảo vệ nó, cố bắt nó, mất nó thì khổ. Nhưng bây giờ đây phải nhớ kỹ, thân tâm này nó thuộc về sanh diệt chứ không phải thuộc về mình, thấy không? À, cho nên nó đã có sanh thì rồi nó phải có diệt, tức là phải từ giả thôi, chắc chắn là như vậy, thì đâu phải thuộc về mình, thấy không? À, vậy thì buông đi cái sự tham luyến vào nó càng nhiều thì càng tốt, nghĩa là buông cái sự tham luyến vào nó đi, mà muốn càng nhiều thì càng tốt, chứ đừng có sợ gọi là thiệt thòi, không có thiệt thòi, nghĩa là sao? Nghĩa là mình học đạo hiểu rõ rồi thì gọi là biết rõ nó là thuộc về gọi là thuộc về duyên, thuộc về sách diệt, không? À, thì không có thuộc về mình, cho nên rồi gọi là sẵn sàng để mà nói lời từ giả với nó, không? Đó. Coi như sẵn sàng để nói lời từ giả với nó thì như vậy là lòng nó nhẹ nhàng, còn mà cứ gọi là bám chặt, không dễ buông đó, thì bảo đảm là khổ dài dài, chắc chắn con đường đó con đường khổ, vì đó là con đường mới, còn ngược lại đó mới là con đường giác, không? Ta biết rõ nó là không phải thuộc về mình, cho nên là sẵn sàng để mà nói lời từ giả với nó, không? À, thì như vậy thì khi mà từ giả thì sao? Thì nhẹ nhàng, phải không? À. Thì đây gọi là cái nẻo giác là đó. Đó là cái nẻo giác đó. Chứ cho nên mình không phải thấy là cái nẻo giác nó xa xôi, không? Nó gần đó thôi. À. Cho nên quý vị học rồi tụng hàng ngày về tâm kinh Bát Nhã đó thì vô đầu là đã nhắc nhở rõ rồi, nha. Bồ Tát Quán Tự Tại là chiếu kiến so thấy năm uẩn đều không, năm uẩn tức là thân tâm này đó, nó đều không, không tức là nó không có cái tự ngã, không có cái thực thể, không có cái tự ngã chân thật, nha. Nó tức là nó không thực có cái ta của nó, năm uẩn nó là như vậy đó. Thì giới con mắt trí tuệ là phải thấy đúng như thế đó, không? Thấy đúng như vậy đó thì cái gọi là cái tâm tham luyến của mình nó sẽ nhẹ bớt, không? Và đó chính là đi theo con đường giác, đường ra trí tuệ, cho nên gọi là tâm kinh Bát Nhã, con đường đó đường Bát Nhã, đường trí tuệ, không? Còn ngược lại thì đó là đi theo đường mới, nghe thấy rõ không? Cũng như trong kinh Kim Cang thì nói là chẳng nên trụ sắc sanh tâm, không? Chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không có chỗ trụ, không có nên trụ vào sắc mà sanh tâm, không nên trụ vào thanh hương vị xúc pháp tức là sáu trần, Phật dạy rất rõ, không có nên trụ vào sáu trần để mà sanh tâm, mà nên sanh tâm không có chỗ trụ, và khéo vậy đó, sanh tâm mà không có chỗ trụ không trụ vào đâu hết, mà nếu mà tâm mà không có chỗ trụ rồi đó thì sao? Thì thênh thang rộng lớn thoải mái, không? Còn hãy có trụ vào chỗ nào đó thì dính vào chỗ đó, phải không? Mà dính chỗ đó thì thành ra nó giới hạn, nó hạn hẹp, hạn hẹp thì rồi thì gọi là thì mắc kẹt, rồi thì thành ra có khổ đau, thì thấy không? Hãy trụ vào cái này thì thí dụ trụ vào sắc, thì nó chính vào sắc rồi, trụ vào thanh là chính vào sắc, thì nó hạn chế, nó giới hạn ở trong đó thôi. Đó. Còn không trụ vào đâu hết thì thênh thang,
Cho nên nếu mà tâm mà không trụ vào sáu trần hết thì nó sẽ sao? Nó sẽ biết khắp, nó biết khắp, nó sáng suốt. Còn này nó có trụ thì nó bị mờ, bị cái trần nó che mờ, cho nên nó cũng biết, nhưng mà biết thì sao? Biết giới hạn thôi, nó biết mập mờ. Cho nên mình ngồi thiền là cũng để tập mà tâm nó không có chỗ trụ đó, buông vọng tưởng. Buông vọng tưởng tức là cũng là buông sát trần để cho nó không có duyên theo các trần, thì tâm nó thanh thản. Như vậy thì tức là buông sát trần mà soi trở lại nơi tự tâm thanh tịnh sáng suốt, thì đó là con đường giác, con đường mà của Phật tổ dạy hướng đi là hướng đi lên sáng suốt. Thì quý vị thấy rõ ràng cái đường mê, cái nẻo giác thế nào chưa? Giác là như vậy đó chứ đâu có gì sáng. Nghĩa là hãy đi theo sát trần là vào đường mê, còn ngược lại thì là nẻo giác đó. Cho nên ông Tú Tài Trương Chiết mà khi ông ngộ đạo thì có làm bài kệ, thì bốn câu đầu là quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà, một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị che mờ. Quang minh tịch chiếu tức là cái sáng rỡ lặng lẽ chiếu soi đó, cái mà là sáng rỡ lặng lẽ chiếu soi đó thì nó chiếu khắp cả hà sa, tức là chiếu khắp cả gọi là vũ trụ thế giới đó. Phàm thánh hàm linh cũng chung một nhà, cũng không có ngoài, cũng không có thiếu cái sáng suốt đó. Nhưng mà ở đây phải biết khi một niệm chẳng sanh đó thì toàn thể hiện bài. Nếu mà một niệm mà không có sanh, một niệm không sanh tức là không có duyên theo trần cảnh, thấy không? Thì nghĩa là toàn thể đã hiện bài đầy đủ. Còn sáu căn vừa động thì bị che mờ, phải không? Sáu căn vừa động tức là dính trần, vừa động tức là dính trần, vừa có dính trần thì bị che mờ liền, bị che mờ tức là hết cái chỗ toàn thể hiện. Như thế đơn giản con đường là như vậy thôi. Rồi bài kệ mà cư trần đạo của Sơ Tổ Lâm mà hai câu cuối đó, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền, đó thì cũng chỉ con đường giác, không? Trong nhà có báo là có sẵn cái tánh sáng suốt đó, ai có sẵn đó, nhưng mà sao phải khéo là đối cảnh vô tâm, không? Đối cảnh vô tâm tức là không duyên theo sắc trần gì nữa, đối cảnh là đối với trần cảnh nhưng mà vô tâm, đó, tâm không có trụ rồi đó, thì khỏi cần phải hỏi thiền, ngay đó là thiền rồi, phải không? Vì thế không? Đó là nẻo giác là đường về đơn giản gần gũi thôi. Thì vậy thì đi theo con đường đó là đi theo con đường giác, đường đi lên. Rồi, cho nên anh này ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện là có vị tăng tên là Tư Ích, ông đến hỏi ngài Hưởng Sơn, ngài hỏi rằng cái ý rốt ráo vào cửa thiền tông đốn ngộ là như thế nào. Thì thiền ngài Hưởng Sơn ngài mới đáp, ý này thì khó tột, nếu là bậc thượng căn thượng trí dưới cửa tổ tông thì gọi là một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì, ngoài ra hàng căn cơ nhỏ trí kém nếu chẳng an thiền tịnh lự đến trong ấy thay điều mờ mịt. Tức là ngài nói rằng con đường này nếu là bậc thượng căn thượng trí thì một nghe ngàn ngộ mà ngay đó là vượt lên rồi, chứ không phải dây dưa chạy chầu gì nữa. Còn những hàng căn cơ nhỏ trí kém thì cũng phải nhờ phương tiện an thiền tịnh lự, tức là phải ngồi thiền cho tâm nó yên, nó gọi là an thiền tịnh lự, đó là cái phương tiện. Còn nếu mà bậc trí căn cơ mà gọi là thượng căn thượng trí thì một nghe cái điều vào liền thôi, phải không? Nhưng mà còn chưa được vậy thì cũng có phương tiện cho vào, tức là cũng phải ăn thiền tịnh lự, ngồi thiền để cho những cái tâm lăng xăng nó lặng xuống,
Còn nếu mà không vậy đó thì thôi đến trong ấy thay điều mờ mình hết, thấy không? Nào. Thì ông Tăng này mới hỏi, trừ một con đường này ra, lại riêng có chỗ vào hay không? Thì Ngài Cũng Sơn này nói có. Thì ông Tăng hỏi vậy chứ thế nào là phải? Thì Ngài Cũng Sơn này mới hỏi lại, ông là người ở xứ nào? Thì ông mới thưa là con người ở U Châu. U Châu, nói U Châu là nói theo cái gọi là cái văn phạm của Hán Việt. Chữ Châu giống như là Châu huyện, nó là cái gọi là giống như cái cơ sở hành chính, không như là huyện, xã, huyện, tỉnh rồi đó. Thì cái này thì Châu cũng giống như là huyện, tỉnh rồi đó. Còn U là cái tên, giống như là huyện Đức Trọng rồi đó. Thì cái U đó là cái tên Đức Trọng rồi đó. Nhưng mà mình là đáng lẽ mình nói là Châu U. Nhưng mà theo cái văn Hán Việt mà nói cho nên xuông quen nghe thì gọi là U Châu, không? Tức là người ở Châu U giống vậy hết. Thì Ngài Nguyễn Sơn hỏi vậy thì ông có nhớ xứ ấy chăng? Thì ông Tăng kia là thường nhớ. Thì Ngài Nguyễn Sơn bảo thì cái hay nhớ đó là tâm. Ông thường nhớ không? Thì cái hay nhớ đó là tâm, còn cái bị nhớ đó là cảnh, phải không? Nhớ cái cảnh đó, cho nên cái này nhớ đó là cảnh. Xứ kia lâu đài vườn rừng người ngựa rộn ràng, ông nhớ trở lại xem có nhiều thứ hay không. Thì ông Tăng thưa, con đến trong ấy thải điều chẳng thấy có. Thì Ngài Cũng Sơn bảo ông hiểu còn ở tâm, tính vị thì được, nhân vị thì chưa. Đây tức là cũng là gọi là cái phương tiện chỉ ra cái con đường giác đó, không? Ngài Cũng Sơn, Ngài phương tiện, ông Tăng hỏi là ngoài những cái con đường mà Ngài chỉ trước đó thì có cái con đường nào để mà vào nữa hay không, tức là phương tiện hay không đó. Thì Ngài cũng phương tiện, Ngài chỉ hỏi ông xứ nào, rồi ông có thường nhớ xứ đó hay không, thì để cho ông tự trả lời, không? Thì ông mới nhớ, không? Nhớ thì Ngài nói là ông nhớ thì vậy thì cái hay nhớ đó là tâm, còn cái bị nhớ là cảnh. Mà cảnh thì sao? Cảnh có nhiều thứ, không? Là gọi là người, ngựa, xe, cổ, không? Ruồng, mượn, nhiều thứ xa biệt, đó cũng vì cảnh, không? Cho nên Ngài mới gạn hỏi, vậy thì ông nhớ coi, vậy thì gọi là nhớ lại xem là có nhiều thứ hay không á. Thì để xem coi ông Tăng này là cũng có chút thì biết ra điều giá hay không đó. Còn nếu như hỏi mình thì mình sẽ đáp cho. Dạ nhớ có nhiều thứ lắm. Không? Mà nếu đáp cái đó thì sao? Đó là theo đường quê, phải không? Nhiều thứ lắm, tức là nhớ ba cảnh rồi không ạ? Phải không? Quên mất cái hay nhớ của mình đi, phải không? Đó. Thì đó là theo đường quê rồi, nhớ cảnh này cảnh kia cho nên quá nhiều thứ. Còn ông Tăng này thì đúng là ông này cũng có tu lắm. Cho nên ông có thưa rằng con đến ông ấy thải điều chẳng thấy có. Đến nói là chẳng thấy có vậy đó. Thì rõ ràng là ông cũng có tu lắm, phải không? Tức là không có bám theo những cái cảnh sai biệt đó. Nhưng mà sao? Vẫn còn thấy tâm. Tức là quên cảnh còn thấy tâm. Cho nên Ngài mới nói rằng ông hiểu còn ở tâm. Tức là quên những cái sai biệt đó nhưng còn nhớ tâm này. Tức là cũng còn có tâm đối cảnh. Cho nên nó là tính vị thì được, nhưng mà nhân vị thì chưa. Nghĩa là nhớ lại những thứ này, những thứ kia thì đó thuộc về cảnh gọi là cảnh vị biết. Thì nếu mà theo đó là theo con đường mê, gọi là theo duyên, theo cái sai biệt. Còn soi trở lại trong ấy thì là quên cảnh để trở về nơi tự tánh. Thì vậy tức là có được cái niềm tin trở về. Mình biết thì là có được cái niềm tin để trở về rồi, không có bám theo những cái trạng cảnh kia, là tin chắc là mình có con đường giác để mình vượt lên bao nhiêu những thứ sai biệt đó. Thì đó là cũng tốt rồi, tức là có được cái niềm tin, cho nên đây gọi là tính vị, không? Nhưng mà còn thấy có tâm, còn hiểu ở tâm, cho nên là tôi còn có tâm đối với cảnh. Cho nên nếu mà dừng chỗ đó thôi thì cũng sao là chưa xong. Hay hơn nữa thì phải sao? Vượt lên cả tâm và cảnh.
không? Đó. Tại vượt lên cả tâm và cảnh đó. Bây giờ còn cảnh đối với tâm, không? Thì tới đầu quên, tuy là quên cảnh nhưng mà còn còn giữ cái tâm này. Thì còn có cái tâm bị giữ. Còn cái tâm bị nhớ này nè, không? Thành ra nó cũng thành ra cái đối tượng rồi. Như thế nào? Cũng thành ra cái thứ hai rồi. À, thì cũng còn chưa lìa tâm cảnh. À, cho nên hay nữa là vượt lên cả tâm cảnh, mở sáng cái trí vô phân biệt. Thì sao? Thì bảo đảm là gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. À, không? À, thì đó là gọi là con đường giác. À, thì vậy thì Ngài cũng chỉ cho mình cái phương tiện. Nếu mà chưa phải thật sự là ngay đó thẳng vào thì thôi cũng có phương tiện cho mình đi từ từ, thấy không đó, từ từ biết đây là những cái cảnh này là thuộc về cái cảnh gọi là sai biệt, thì nó thuộc về cái cảnh duyên, nó là cái bị nhớ, thấy không, thì nó là cũng là thuộc về khách thôi. Vậy thì mình phải soi trở lại, quên những cái sai biệt đó để nhớ trở lại từ tâm, thì đó gọi là phương tiện để chỉ cho mình con đường về, thấy không. Nhưng mà rồi cũng phải quên cái tâm này để vượt lên cái tâm và cảnh đó. À, thì trí tuệ vô phân biệt sáng rồi, thấy không? Đó, thấy không? Đó. Thì vậy thì quý vị thấy rõ là đường mê nó dắt rõ ràng chưa? Cho nên cái điểm kế là muốn nhắc cho cả là phải chọn đúng con đường đi, thấy không? Biết rõ hay đường mê nó dắt rồi bây giờ chọn đường đi, thấy không? Tức là đường mê nẻo giác đã được chỉ rõ ràng rồi á. Vậy thì giờ mọi người phải chọn cho mình sao con đường đi cho nó đúng đắn. À, thì quý vị cũng chọn con đường nào? À, chẳng lẽ là biết rõ đó là đường mê mà cứ lao vào nha. À, hoặc là biết rõ đó là con đường mê mà cứ bước càng đi theo đó hay sao? À, gì đấy? À, nếu biết rõ nó rồi, đó là đường mê rồi mà cứ bước càng đi, thì đi đường mê thì kết quả ra sao? À, kết quả là xa hầm sụp hố. Bởi nó là đường mê mà. À, cho nên hãy đi theo nó thì kết quả là bảo đảm là phải xa hầm sụp hố, tức là phải chuốc lấy khổ đau phiền não. Mình chọn đi con đường đó thì thôi đừng có than, phải không? Bởi vì đó là đường mình chọn mà. Cho nên hãy chọn đường mê là phải rơi hầm sập hố thôi, là phải chuốc lấy khổ đau phiền não thôi. Cho nên nếu đã chọn đi con đường đó thì đừng có than khổ. À, mình chọn mà. À, mà đó chính là chôn vùi chính mình, à, là thu hẹp cái sự sống của mình vào trong tâm tối. À, cho nên mình nhớ vậy đó. À, cho nên mình luôn luôn nhớ vậy đó thì có sức tỉnh giác. Cho nên khi nào phiền não khổ thì mình nhớ sao? Tại mình chọn đường đó đi, thấy không? Tại mình chọn đường đó rồi thì còn than gì nữa? Cho nên bây giờ biết là thôi thì phải chuyển lại, à, vậy thôi. À, còn đi đường giác là ra khỏi khổ đau, nó bảo đảm như đó. À, là con đường gọi là thênh thang sáng sủa rộng lớn, thấy không? Thì đó là con đường trí tuệ đi lên. À, nhớ vậy thì mình phải cần gọi là dứt khoát. Gọi là dứt khoát để đi lên đó, thấy không? Nghĩa là chúng ta phải nhớ là mình đã phải chịu khổ đau nhiều quá rồi, phải không? Chịu khổ đau quá nhiều rồi. À, rồi đã lầm mê cũng lâu quá rồi. À, tính ra thì không biết bao nhiêu số kiếp rồi. À, thì thế ra là quá nhiều rồi. À, cho nên bây giờ là cái cơ hội gọi là quý báu, gọi là quý báu nhất đó, để cho mình tiến lên thì đâu có thể mà gọi là chần chờ bỏ qua nữa, phải không? Đây là cơ hội quý báu mà. Quý báu là mình ở trong cái kiếp lầm mê đó mà bây giờ gặp được chánh pháp đó. Đó là cái quý báu là chỗ đó đó, phải không? Thì cơ hội này đúng là hiếm có, gặp được chánh pháp, rồi gặp được thầy bạn, gặp được thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho nữa, không? Thì như thế là cơ hội này, gọi là ngàn năm một thở đó, chứ không phải là dễ dàng. À, thì làm sao bỏ qua để rồi phải đi vào con đường mê trở lại nữa, như thấy không? À, cho nên mới thấy được cái trân trọng đó.
Cho nên trong thơ Hàng Sơn đó, thì Ngài có bài thơ để mà cảnh tỉnh cho mọi người là ta thấy nước Hoàng Hà trải qua mấy lần trong, nước chảy như tên gốc, đời người tự bèo trôi. Si thuộc nghiệp căn bản, vô minh hố não phiền, luân hồi bao nhiêu kiếp chỉ vì tạo mê mờ. Ngài thấy nước Hoàng Hà đó trải qua đã mấy lần trong rồi, như vậy tức là nó đã bao lần biến đổi, nó có đục được có trong, trải qua mấy lần trong, tức là nó có biến đổi, thì nước chảy như tên gấp, đời người tự bèo trôi, tức là nước chảy đó, chảy xuôi giống như tên gấp là chỉ cho đời, cuộc đời vô thường, nhanh chóng, đời người giống như bèo trôi thôi, giống như vậy. Cái gì mà để tỉnh tâm, mà lúc nào ngồi yên tĩnh tâm để là quán chiếu trở lại để thấy cuộc đời mình thì mới rõ thôi, nhất là cái gì lớn lớn tuổi rồi ha, nhớ lại thời gian trôi qua đâu. Cho nên đời người tự bèo trôi chứ có gì hết, bèo trôi tức là sao, nó không có điểm tựa, không gió thổi tóc bên đây tóc bên kia, gió thổi bên đây tóc bên đây, gió thổi bên kia tóc bên kia, không có điểm tựa gì hết, si thuộc nghiệp căn bản, vô minh là hố não phiền, phải nhớ kỹ đó, phải sống trong theo cái chiều đó là cái chiều si mê là vô minh, mà chính cái si đó là cái nghiệp căn bản, không? Căn bản tức là nó là cái nghiệp chính để mà đưa vào trong kiếp luân hồi đó. Bởi vì si không thấy là thật mới làm chấp vào cái con đường mê này thì đi vào trong luân hồi chi nữa. Vô minh là hố não phiền, sống có vô minh là sống trong phiền não cũng như vậy, hãy còn vô minh là còn phiền não, còn khổ đau. Mà vô minh vô minh tức là gì? Là không sáng, mà không sáng cái gì? Tức là cái thật không biết không nhận, cái giả thì sao? Thì lại nhận lại bám, thì đó là vô minh đó chứ gì nữa, cứ bám vào cái giả mà chối bỏ cái thật thì vô minh chứ còn gì nữa. Mà sống vậy thì sao khỏi não phiền, vậy thấy không? Mà hiện tại đa số người thế gian này thì sống thế nào? Bắt là cái giả rõ ràng, thấy không? Nói cái thật không ai nghe, thấy không? Vì rõ ràng vậy đó, nói đến cái thật là anh nghe, nhiều khi là còn buồn ngủ nữa, phải không? Tức là cái đó là chuyện xa xôi quá, nói tới cái thật xa xôi quá, còn cái giả thấy trước mắt đây, phải không? Cho nên là cái giả thì dễ thấy, dễ bán cho người ta nhận vào cái giả nhiều hơn, còn nói cái thật thì ít đại tình. Cho nên nói thân này không phải là mình thì sao? Thì khó nghe. Nói thân này không phải là mình thì khó nghe. Nói nhà cửa này không phải của mình thì sao? Đó, thì không muốn nghe, phải không? Còn nói cái Phật tánh sáng suốt, cái đó chính là mình thì sao? Thì xa xôi quá, chuyện nó xa xôi quá, phải không? Ít đại chuyện nghe nào, bây giờ thấy không? Nhưng mà sự thật cái đó là cái ở nơi mình chứ đâu phải đâu xa, nhưng mà vậy đó, cho nên người ta gọi là nhận cái giả mà quên cái thật thì đó là vô minh đó. Mà đã là nhận cái giả rồi, thấy không, thì nó là giả, tức là nó không thật là mình, thấy không? Mà giờ cứ bán là mình, cho nên rồi khi nó đổi thay, nó biến chuyển, nó không như ý của mình thì sao? Thì than khổ, phải không? Lâu lâu nó bệnh cái thì sao?
muốn là nó khỏe hoài mà lâu lâu nó bệnh thì chịu nổi thì khổ không, rồi muốn cho mình còn nhiều gọi là nhiều cái việc, thực sự việc còn nhiều nhiều việc để sắp xếp mà còn chưa xong mà nó cứ bệnh tới bệnh lui hoài nó không được như ý, thấy khổ không, rồi chưa muốn chết mà nó lại sắp chết thì sao thì càng khổ nữa, như thế không? Còn kia muốn chết là chết không được nữa đó, tại bây giờ nghiệp chưa hết, phải không? Bởi vì đó là thuộc về cái nghiệp, bởi vì nó không có thuộc về mình, không có thuộc về ta, cho nên không muốn được, phải không? Không muốn chết thì nó lại chết, còn muốn chết nó lại chưa chết, tao vậy thấy không? Nó không như ý của mình, thì khổ ở cả hai đều khổ hết. Mà bởi vì rõ ràng, bởi vì nó là không phải là của mình, không phải thuộc về mình, cho nên mình đâu thể chỉ quy nó được. Cho nên từ đó sống từ đó là sống của mình, mà sống của mình là chịu là sống khổ. Còn hiểu rồi, rõ rồi thì biết rõ đó là của mình, đó là si mê, là nghiệp căn bản, thì mình chuyển lại thì đó đi theo con đường trí tuệ. Cho nên vậy thì biết rõ vậy đó, thì có nên để mà tham luyến ở trong đó hay không, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên thấy vậy rồi đó thì mình phải biết để mà chọn con đường đi của mình cho nó đúng đắn, phải không? Cho nên để mà tóm kết lại nhắc cho tất cả nhớ đó, là cái lợi ích của con đường giác thì đã thấy quá rõ rồi, phải không? Thì giờ đây mỗi người đó mình cần phải quyết tâm để mà thẳng tiến chứ không phải chần chờ gì nữa. Bởi vì đó là con đường, đó là con đường giác, mà cái lợi ích thì đã được chỉ rõ rồi, thấy rõ rồi, mà cái này là cái giá thịt, phải không? Đường mê thì mình đi lâu thì mình biết là kinh nghiệm rồi, phải không? Mình kinh nghiệm đường mê rồi thì đó khỏi cần phải nói nhiều, phải không? Mà biết đường mê rồi thì rõ được giác thôi, mê nó khổ rồi thì rõ được giác thôi. Thì đã chỉ rõ rồi thì chỉ còn quyết tâm cái đi thôi, mà có đi thì có đến thôi, mới nhớ kỹ nha, phải có đi thì có đến, chỉ sợ mình không đi thôi. Đi chậm thì đến chậm, đi nhanh thì đến nhanh, nhưng mà có đi thì có đến, không? Vậy thì mỗi một bước đi của mình đó, mà đã đi trên đường giác rồi đó, thì mỗi một bước đi đó là mỗi một bước an lạc, không? Tức là mỗi một bước nở hoa sen, không? Thì đó là thấy là niềm vui rồi, tức là cái lợi ích là mình chứng thực ngay đây chứ không phải chờ đợi sâu sắc đó ở đâu xa, tức là từng bước đi của mình đó là mình chứng nghiệm được. Đi trên con đường giác là mình chứng nghiệm được cái lợi ích nó thiết thực ngay trên mỗi bước đi của mình. Đó là cái thực tế à, không? Thì như vậy thì mong rằng tất cả, không, một năm mới này để mà luôn luôn mạnh mẽ để tiến đi trên con đường giác, thì để mà kết thúc đó thì xin tặng cho tất cả bài thơ này để mà quý vị luôn nhớ nhắc cảnh tỉnh là đường mê nẻo giác rõ lào lào, chớ để lầm qua cơ hội màu, thử hỏi còn gì mà liên tiếp, đời người ngắn ngủi có gì đâu, có gì đâu, trăm năm giấc mộng thoáng qua mau. Đó là tặng gì tất cả mọi người luôn nhớ. Đọc lại cho vị nhớ không? Đường mê nẻo giác rõ lào lào, chớ để lầm qua cơ hội màu, tức là cơ hội nhiều màu đó, thử hỏi còn gì mà liên tiếp, đời người ngắn ngủi có gì đâu, có gì đâu, trăm năm giấc mộng thoáng qua mau thôi. Đừng nhớ đó là cái buổi khai pháp hôm nay là xong, tất cả đồng hồi hướng nguyện.